Xin chào anh chị và các bạn, rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường hôm nay của HSC. Và mình là Châu Phạm. Nếu mà nhìn về vận động của chỉ số cũng như là vận động của thị trường thì có vẻ như chúng ta đang cũng phải ghi nhận là một cái vận động mang tính phân kỳ rất là rõ, trong khi các thị trường mang tính dẫn dắt thì đang phục hồi, thì thị trường của chúng ta lại có dấu hiệu là đang bị càng lúc càng bị mất đà, và thậm chí là bị mất luôn cả những cơ hội để có thể phục hồi lại lên cái vùng đỉnh cao mới. Thì đây là một trong những cái hiện tượng mà có vẻ như nó đang phản ánh về quan điểm của thị trường về dòng tiền khá là yếu trong giai đoạn hiện tại. Hôm nay thì mình có để ý một số các vận động, cũng có thể thấy rõ là các cái áp lực bán đang được ưu tiên nhiều hơn là áp lực mua, nhìn vào phía hoạt động của khối tự doanh cũng như là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Thì có thể thấy rõ là áp lực bán nó thể hiện ra rất là rõ trong những phiên giao dịch gần nhất. Ví dụ như tự doanh thì trong thời điểm trước đó thì họ mua nhưng sau đó thì họ bán ra ngày 8 tháng 7. Hay là với nhà đầu tư khối ngoại thì đa số là họ bán. Áp lực bán khá là mạnh, hôm nay mới có mua dòng trở lại một cách nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nhìn chung là lượng tiền đang tiếp tục bị rút ra khỏi thị trường. Và cái vận động này nó ảnh hưởng khá là lớn đến cái tâm lý của dòng tiền trong nước. Đầu tiên chúng ta đã nhìn qua một tí vận động của chỉ số mang tính dẫn dắt, thì một yếu tố là thanh khoản vẫn giảm vẫn trong khi thị trường phục hồi, thanh khoản lại phục hồi lại không quá đáng kể. Và cái yếu tố thanh khoản này nó không những là với thị trường trong nước mà với những cái thị trường quốc tế mình cũng đã để ý là đang có vận động này. Nhưng nếu mà nhìn lại một góc độ mà vận động của toàn cầu thì rõ ràng là thị trường của chúng ta đang yếu hơn hẳn. Các thị trường khác thì họ có giảm, có chỉnh, nhưng họ không phải là trong giai đoạn mà tìm đáy mới ở trong năm nay như thị trường của chúng ta. Đây là một yếu tố mà mình đánh giá là cũng khá là nhạy cảm khi mà chúng ta chia sẻ về điều kiện thị trường hiện tại. Ngoài cái việc là vận động của dòng tiền yếu thì yếu tố tin đồn nó lại càng khiến cho nhà đầu tư cảm thấy hoang mang hơn. Đó là với vận động của thị trường ngày hôm nay, nhìn chung thì để mà chỉ số bị điều chỉnh giảm ấy thì mình không thấy là nó giảm quá nhiều. Nhưng vì sao mà cái tâm lý nó lại yếu? Bởi vì là đây là một trong những thời điểm mà rất nhạy cảm. Những thời điểm này nếu trường hợp mà giá chỉnh thêm thì có vẻ như cái phiên giảm của hôm ngày 10 tháng 6 nó đã trở thành một cái cú giảm mang tính là theo xu hướng, và qua đó thì có thể là đưa cho giá về lại cái nền thấp hơn. Thì đây là điều mà chúng ta cần phải sự lưu ý, mặc dù rất nhiều các tín hiệu đưa ra thì cũng cho thấy là tín hiệu tăng, ngay cả với động lượng mua lên cũng bắt đầu xuất hiện là phân kỳ dương, với việc mà ngay cả với tính chu kỳ cũng như là tính định giá, thì mình quay lại câu chuyện định giá của thị trường thì hiện tại là P/E của VN-Index đang là mức P/E rẻ, nếu mà so ra là cũng gần nhất lịch sử rồi. Nếu mà chúng ta so lại VN-Index P/E từ thời điểm của năm 2007 đến bây giờ thì rõ ràng là cái P/E nó về lại cái mức từ so ra là từ năm 2007 luôn ấy, là tức là nó một giai đoạn rất là thấp, trong giai đoạn này cực kỳ thấp. Tuy nhiên là vì sao mà chúng ta vẫn gọi là cân nhắc chưa nên vội mua, thì bởi vì một điều là cái dòng tiền hiện tại tham gia vào thị trường hiện nay đang còn quá là thấp. Và cái đó là điều mà chúng ta thật sự là cũng chưa thể mà có thể ghi nhận là giá phục hồi ngay trong thời điểm ngắn hạn. Vâng ạ. Ngoài ra thì nhìn vào yếu tố về tính vĩ mô, thì hôm thứ Sáu vừa rồi chúng ta có một cái tin nữa là bảng lương phi nông nghiệp là non-farm payroll. Thì cái tin bảng lương phi nông nghiệp này so với thời điểm thay đổi cho thời điểm trước đó ấy, thì thật sự là nếu mà do so về tháng, về monthly đúng không ạ? Monthly thì so với tháng thì nó cũng không nhiều. Thật sự là cái mức độ tăng trưởng của bảng lương phi nông nghiệp cũng không nhiều, nó cũng vừa phải thôi. Số 2, bảng lương phi nông nghiệp của số 2. Xem số 1 cũng thế. Thì thật ra là cái mức độ tăng là 372.000 lao động mới tham gia, thì mức độ tăng này không nhiều. Nhưng nó lại ở câu chuyện là vì dòng tiền cũng như là nhà đầu tư họ kỳ vọng là đây là một mức giảm liên quan đến việc là Fed đã liên tiếp siết lãi suất của thị trường trong thời gian qua và khiến cho nguy cơ về suy thoái lộ diện. Thì bây giờ suy thoái lại không thật sự là tạo áp lực lên thị trường nữa, mà bây giờ cái vấn đề
là nhà đầu tư đang lo ngại là khả năng Fed sẽ lại tiếp tục đưa ra những cái lãi suất cao hơn nữa để kiềm chế lạm phát, và qua đó thì cũng khiến cho việc mà giao dịch trên thị trường lúc này trở nên rủi ro hơn, trở nên hết sức là rủi ro, và do vậy là chúng ta cần phải lưu ý ở trong những phiên giao dịch sắp đến, nếu trường hợp mà chỉ số VN30 này cũng như là VN-Index này mà bị rơi, tiếp tục là bị rơi sâu thêm, thì có vẻ như nó đang phản ánh rõ về cái kỳ vọng về mang tính vĩ mô tiêu cực cho chỉ số chung. Thì đó là một cái mà chúng ta cần phải hết sức khách quan nhìn nhận về điều kiện thị trường hiện tại, nó vẫn chưa đủ đủ cơ sở để mình có thể khẳng định là thị trường sẽ phục hồi. Và đặc biệt là ngày hôm nay nữa, chúng ta nhìn vào một số cổ phiếu ví dụ như là VIX hay là với VRE và cổ phiếu của VHM, thì hôm nay là có một số thông tin khá là đáng chú ý trên thị trường hiện tại, đó là liên quan đến ảnh hưởng đến lãnh đạo doanh nghiệp của cả ba cổ phiếu này, VIX, VRE cũng như là VHM. Thì mình có nhìn nhận lại, đầu tiên là chúng ta không nói về câu chuyện tin đồn, bởi vì tin đồn là thứ chưa xác thực, rồi chúng ta không không nói câu chuyện này. Nhưng khi mà chúng ta nhìn lại về vận động của chỉ số cũng như là vận động của cổ phiếu, thì cũng có thấy là cũng có xác nhận là VIX trong thời điểm từ tháng 4 đến bây giờ, VIX giảm rất sâu, từ 128 giảm về còn 70, và thậm chí là đang có một cái đà giảm tiếp tục tiếp diễn, hay là VRE cũng thế, hay là với VHM thì đa số những cổ phiếu này cũng đang có một áp lực điều chỉnh rất sâu, thì mình không biết là có ảnh hưởng gì hay không. Tuy nhiên là nếu trường hợp mà những thông tin tiêu cực nó làm cho thị trường của chúng ta vận động một cách tiêu cực, thì mình cho rằng nó đang ở trong một trạng thái, bởi vì là chúng ta đang ở trong một trạng thái mang tính là thị trường con gấu, và khi mà chúng ta là ở trong một thị trường con gấu ấy, thì cái điều mà thị trường chỉ cần có một số thông tin, một số tin đồn thôi, nó cũng đủ khiến cho thị trường cảm thấy rung lắc và hoang mang, và dòng tiền không tham gia vào thị trường, và qua đó thì khiến cho áp lực điều chỉnh giảm xuất hiện. Thì đây là điều mà chúng ta cần phải chấp nhận thôi. Nếu mà trong một điều kiện thị trường đang xấu, thì cho một cái tin tin tốt thì nó sẽ không được hưởng ứng, mà trong khi những tin hơi tiêu cực một tí nó trở thành một cái áp lực đạp cho chỉ số rơi khá là mạnh. Và đây là điều mà chúng ta với mình thì mình cho rằng là một cái điều kiện thị trường hiện tại nó chưa phản ánh hết những cái tính hấp dẫn của thị trường khi mà chúng ta nhìn vào chỉ số PE này, nhìn chỉ số nói chung là của các nhìn chung trong giai đoạn hiện tại ấy, ngoại trừ giai đoạn 2013 thì giá tăng mạnh thôi, còn lại là đa số PE hiện tại là đang ở mức độ là hấp dẫn rồi, từ 2009 đến bây giờ, 2008, 2009 là sau khủng hoảng kinh tế, thậm chí 2007, 2008 nữa, thì cái quy mô thị trường trong giai đoạn này cũng khác, và các cái cổ phiếu mà mang tính giá trị nó cũng đang ở trong giai đoạn tích cực hơn rất là nhiều, và do vậy là để cho thị trường thật sự là điều chỉnh giảm thì mình cho rằng cũng chưa hẳn đâu, nhưng mà để cho giá tăng thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải sự quay trở lại của thanh khoản hiện tại thì chưa chưa ổn để chúng ta có thể kỳ vọng vào điều này. Với thị trường phái sinh thì hôm nay là mình có một cái lệnh short tại 1212, hiện tại là cũng đóng khi mà giá chạm dưới của 1200 thì cũng đã có áp lực về về bán đã kiểm chứng rồi, và lệnh bán thì cũng đa số là cũng đã được thực hiện ở trong phiên rồi, nhưng mà tuy nhiên là để cho việc mà chúng ta thể short sâu thêm ấy, thì hôm nay mình có kiểm tra lại về VN30 S1M thì có thể thấy rõ đấy, S1M đang thể hiện ra rất là rõ quan điểm là thị trường đang thủng thủng luôn cái nền gần nhất, cái nền hỗ trợ giá gần nhất. Trường hợp mà bị thủng thế này thì nó tạo ra một cái cơ sở là áp lực bán tiếp diễn, đó là với về mặt phân tích kỹ thuật nhé. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy là cái lượng hợp đồng để qua đêm hiện nay không tăng lên nhiều nữa, cũng đang bắt đầu giảm đi, nhưng mà trong một tình huống là cái áp lực gọi là ngay cả bên cái dòng tiền lớn họ mua lên ấy, họ cũng đã thể hiện ra chúng ta thấy một cái là điều là rõ ràng ấy, là không phải lúc nào dòng tiền lớn cũng đúng. Mặc dù là đã tính toán rất rất kỹ và mua một cái lệnh long tại đây, nhưng mà cuối cùng ra thì hôm nay là giá đã chỉnh giảm sâu và bị thủng cái mức nền này, thì ở đây cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải sức lưu ý thôi, đó là cái lực bán nó đang quá là nổi trội. Do vậy thì nếu trường hợp anh chị mà đã short trong phiên và chưa chưa đóng lệnh short thì cũng có thể là chúng ta sử dụng cái lệnh này để hedging danh mục bên cơ sở trong những phiên tiếp theo. Còn trong trường hợp
mà chúng ta chưa có thì có thể đâu, đâu đó là khi mà giá phục hồi, chúng ta sẽ mở cái lệnh short tiếp theo tiếp tục trong phiên dịch sắp đến nhé. Còn ngoài ra cổ phiếu trụ ngày hôm nay thì mình không thấy trụ nhiều, ngay cả nhóm ngân hàng cũng bị chỉnh, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng cũng điều chỉnh giảm, có thể là ảnh hưởng cái thông tin mà chúng ta nhắc về thông tin lời đồn trong ngày hôm nay. Nhìn chung thì điều kiện thị trường đang xấu và do vậy là chúng ta cần phải cẩn trọng thôi, không mở vị thế mua mới, và lúc này là lúc mà chúng ta sẽ cần để ý thêm những cái vận động của chỉ số sắp đến để chúng ta có hành động cụ thể hơn. Còn giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà chúng ta cần phải ưu tiên quản trị danh mục và ưu tiên bảo vệ danh mục một cách tối đa trước khi mà chúng ta có những cái áp lực điều chỉnh sâu thêm nhé. Ok, đó là một số nhìn nhận trong bài video ngày hôm nay, và xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài viết của ngày mai ạ. Xin tạm biệt.